khỏi lên mất thì giờ quý vị. Tôi có lời trân trọng kính chào hết tất cả quý vị hiện diện ngày hôm nay tại đây. And I would like to thank your presence today and my comrade in arm, the Vietnam veteran. Believe that we Vietnamese people who love the freedom and democracy, we never forget your sacrifice in my country. Hôm nay tôi không mình không nói nhiều, bởi vì chúng ta trải nghiệm nhiều được lắm anh em à, ta chiến hữu thân yêu. Hôm nay dành cái buổi này nói một vài lời vắn tắt với lại tất cả các em ở thế hệ 1.5, 2 và trong tương lai của chúng ta. Trước hết đó, cảm ơn và có lời khen ngợi trên tôi thật. Cái bài phát biểu của cháu rất nó tốt gọn đủ hết tất cả những gì mà các bác ở đây, các chú ở đây mong ước rằng các cháu sẽ thay thế những người lớn làm được những cái điều mà các chú các bác không làm được, cố gắng làm. Tôi tất cả quý vị nghe. Bây giờ bắt đầu đây, việc nói đầu tiên là tôi nói thế này: đừng bao giờ thấy cái chữ quốc hận bao nhiêu tháng từ, giữ mãi cái chữ này cho tới đến nhiều năm nhiều năm. Đây là cái dấu mốc của lịch sử đang tối của tổ quốc mình, mà không có cái chữ nào sát nghĩa bằng cái chữ này hết, tất cả ta không có thể nào sai chữ nào khác được chưa. Bây giờ tôi nói về cuộc chiến tranh này nè, cho các cháu nhỏ biết. Các cháu thắc mắc nhiều, tại sao chiến tranh, tại sao thua, tại sao cái này kia. Bây giờ chúng tôi không nói, chúng tôi người trong cuộc chúng tôi không nói. Chúng tôi mượn lời của một vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, đó là ông tổng thống Ronald Reagan. Ông Ronald Reagan đã nhận xét về cuộc chiến tranh như sau. Ông ta nói như thế này: cuộc chiến tranh ở Việt Nam thất bại không phải do những người lính anh hùng của Hoa Kỳ và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, mà cuộc chiến tranh nó thất bại vì cái sự tính toán sai lầm của những người làm chính trị và là sai lầm về chiến lược ở cấp cao của chính phủ. Và ông cũng nói như thế này, tiếp theo ông nói: chấm dứt cuộc chiến tranh không phải là chỉ đem binh lính về, đem quân đội chúng ta về là xong, vì cái giá phải trả cho cuộc cái hòa bình đó là 1.000 năm tăm tối cho những thế hệ thanh niên Việt Nam về sau này. Hai câu đó thì tất cả quý vị tóm gọn được tất cả, chúng ta khỏi cần nói thêm gì nữa. Bây giờ chúng ta hãy chỉ suy nghiệm ra, tra cứu thêm để mà biết thêm. Bây giờ hôm nay tôi nói một điều để khẳng định với các cháu: đừng nghi ngờ gì về cái sự oai hùng và sự hy sinh cao cả của quân địch Việt Nam Cộng Hòa cả. Đừng nghi ngờ. Tôi nói đừng nghi ngờ. Có thể ở ngoài nói là thấy phong trào, nói là quân địch này này kia, nhưng mà các cháu nói mà không có cái gì khẳng định. Tôi xin khẳng định cho các cháu là quân lực đó là quân lực xuất sắc và quân lực hy sinh suốt cuộc đời của mình cho đất nước của mình đó. Bây giờ tôi nói cho các cháu biết, có cái quân đội nào mà quýnh giặc dài kéo dài 25 năm được không? Thế giới này không có. Không quýnh 5 năm nó mệt rồi, nó về cũng thả chiến rồi. Rồi có cái quân đội nào mà bụng đói đâu quýnh giặc hay không? Không có. Nhớ như vậy. Cái thế hệ của chúng tôi, anh em này nè, đó, chúng tôi đã kịp lớn lên trong cái thời mà có thể nói là ly loạn của đất nước, mà sẵn sàng hy sinh, không có cái điều gì này là sẵn sàng thay người khác, hy sinh ở chiến trường, mà chấp nhận chết ở chiến trường để cho người khác được sống.
nhớ như vậy. Và cái quân đội đó đánh giặc thế nào? Nhớ cái quân đội đó đánh giặc như thế này. Một cái quân đội của người ta đó, quốc gia của mình để cả hậu phương lo cho mình, để cho mình đánh một kẻ thù trước mặt mà thôi. Cuộc chiến tranh thứ hai, những cái quân lực của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó, chúng ta đánh tới 3 mặt trận. Quân tới 3 mặt trận nên nhớ như vậy. Một mặt trận thứ nhất là kẻ thù phương Bắc trước mặt đánh chúng ta, đó là Cộng sản Bắc. Chúng ta lại phải đánh cho tất cả, chống lại những cái bọn mà kêu bạn ăn cơm quốc gia mà thờ ma Cộng sản. Ở sau lưng chúng ta, mặt trận giải phóng miền Nam, là mặt trận hòa bình rồi đủ thứ, trên trời liên hiệp đủ thứ hết. Cái xáo trộn đủ thứ, đầu cơ chính trị, làm cho người bình sự rất là túng, lúng túng, bối rối. Và cái mặt trận thứ ba này mới là nguy hiểm hơn. Nó tác động thẳng vào chúng ta, từ cây súng viên đạn, đó là người bạn đồng minh của chúng ta. Nhớ như vậy. Người bạn đồng minh đó, nó khổ cái chỗ này nè. Chính họ đã làm cho cái quân đội của họ cũng đau khổ, chứ không phải không đâu. 58.000 người lính Mỹ chết ở tại Việt Nam. Đến khi nghe mà Việt Nam chúng ta đã mất vào tay Cộng sản, những người trên Mỹ đó họ khóc. Tướng tôi biết, những tướng chẳng hạn như ông đại tướng General Norman Schwarzkopf và tất cả những người khác, họ uống rượu cả ngày họ khóc. Bởi vì cái sự hy sinh của họ ở Việt Nam trở thành vô nghĩa. Đó, tất cả những người này. Và những người này họ chết vô nghĩa là bởi vì những thế lực chính trị như hồi nãy Tổng thống Reagan nói. Đó là như vậy đó. Tội nghiệp phải lắm. Chúng ta luôn luôn nhớ cái điều này. Khẳng định là người dân Việt Nam chúng ta không bao giờ quên quân đội Mỹ chiến đấu ở Việt Nam mà giúp đỡ cho đất nước Việt Nam chúng ta, sao Việt Nam chúng ta. Chúng ta ghi nhớ điều này. Đó là tôi nói đây cho các anh em nhớ vậy. Còn cái quân lộc Việt Nam Cộng Hòa, các anh em nhớ tới giờ phút cuối cùng, giờ phút cuối cùng, kể như mất hết tất cả rồi, Cộng sản nó đã vào tới Việt Nam đấy. Mà muốn chặn Xuân Lộc đánh để mà cản trở tụi nó 12 ngày, để nó vào Sài Gòn không kịp, để mà nó đủ Sài Gòn để sắp xếp để cho người ta đi di tản nữa. Di tản càng nhiều càng tốt cho anh em nó hỏi xin họ chết. Chưa hết, về tới tặng bom bao nhiêu lính dù, địa phương quân, nghĩa quân ở tại đó, rồi lực lượng đặc biệt, rồi cả anh em dân vệ ở dọc con đường quốc lộ như thế, họ sẵn sàng họ chiến đấu hy sinh tới giờ phút cuối cùng, tới viên đạn cuối cùng mà có, để cho người Sài Gòn đi được nhiều chừng nào càng tốt chừng đấy. Mà bây giờ cái sự hiện diện của quý vị ở đây đó, cái quân đội đó có phải là cái quân đội còn đòi hỏi gì ở quân đội đó nữa? Không còn cái gì đòi hỏi quân đội đó. Và chúng ta phải đời đời nhớ ơn họ. Nhớ như vậy. Hôm nay tôi nói tới đây thôi. Rồi chúng ta nghiên cứu xem. Quý vị nên nhớ thế này. Thế hệ trẻ tôi nhận một điều. Thế hệ trẻ các bạn nhớ một điều. Chúng tôi không làm được, và chúng tôi cũng không làm, mà các bạn phải làm. Các bạn phải tri ân hết tất cả những người đó. Và thế hệ 1, 1.5, 2, 3, 4 và đời đời sau này phải luôn luôn tri ân tất cả. Giống như cái quân đội Nhật, mặc dầu người ta họ là phát xít, mặc dầu họ thua trận, mặc dầu họ bị mang tiếng là một cái quân đội quân phiệt, nhưng mà người dân Nhật vẫn tôn kính họ, và họ vẫn có những cái đền thờ của những người chiến sĩ của họ chết. Chúng ta là hy sinh tất cả. Các em nhớ quên có tư tưởng nghĩ đến cái chuyện đó, và để cho nó thực tế, để cho con cháu sau này nó ở Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cánh chiếc Việt Nam Cộng Hòa hy sinh, có cái gì để lại đâu? Làm thế nào các anh để có biểu tượng để cho nó biết rằng có cái đó, đời đời sau này nhớ. Cái đó là tôi dặn các anh em. Các anh em tính, các em nhỏ tính, tụi tôi lớn tụi tôi sẽ đi qua. Nhưng cái đó là cái phần của thế hệ kế tiếp. Các anh nhớ. Tôi chỉ có bao nhiêu lời hôm nay tâm huyết với các em, nhất là các em trẻ. Xin chào tất cả mọi người.